Tại thành phố Đà Nẵng, các đơn vị chức năng đã tăng cường thực hiện các biện pháp thu gom nước thải để hạn chế tình trạng chảy tràn ra sông Hàn và bổ sung vi sinh vật để xử lý nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến cống bao thu gom nước thải. Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã vận hành các trạm bơm dọc đường Bạch Đằng để thu gom nước thải về trạm xử lý nước thải Hòa Cường, không để nước thải vượt ngưỡng chảy tràn ra sông Hàn. Tuy nhiên, hiện ống nâng của trạm bơm ở gần cầu Rồng bị sự cố rò rỉ, ảnh hưởng đến khả năng thu gom nước thải. Đối với cửa xả ở cống hạ lưu trạm bơm Thuận Phước thì do tuyến ống thu gom nước thải bị sụt lún, nước ngầm xâm nhập nhiều, do đó trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Đà Nẵng hoàn tất thi công tuyến cống bao thu gom nước thải dọc đường Nguyễn Tất Thành cùng các trạm bơm trên tuyến cống bao này sẽ đưa toàn bộ nước thải về trạm xử lý nước thải Phú Lộc xử lý.